Để phục vụ tốt hơn người tham gia và thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đưa vào sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VSSID. Ứng dụng được phát hành trên cả hai kho ứng dụng Google Play và App Store. Chỉ với những thao tác đơn giản trên điện thoại, ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số giúp mỗi người truy cập được quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng và các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tra cứu mã số, địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm. Sử dụng app VSSID thì có thể thay thế được mọi cách thức tra cứu truyền thống trước đây và nó cũng có thể là thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy, rất là tiện dụng. Ngày xưa thì tôi hay tra cứu thông tin khám chữa bệnh ở trên cái cuốn sổ giấy, thì ngay bây giờ chỉ cần một chiếc smartphone cài ứng dụng thì tôi có thể tra cứu trực tuyến ở trên những cái thông tin lịch trình của mình và đọc những tin tức về kinh tế xã hội, đặc biệt là có thể được chat với tư vấn viên, rất là tiện ích ạ. Đặc biệt ứng dụng này còn cung cấp tính năng tra cứu thông tin về chế độ đã hưởng cũng như chế độ bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản. Mục đích, mục tiêu mà chúng tôi đặt ra đấy là minh bạch, công khai hóa tất cả những cái nâng cao cái hiệu quả quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Thứ hai nữa là nó đảm bảo cho cái việc mà nâng cao cái năng lực phục vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và hướng tới xây dựng một cái hình ảnh của bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, thân thiện và đáp ứng được cái sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đặt nhiệm vụ triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu, sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm.